Ở trong cái tấm hình này có một điều duy nhất anh cảm thấy không hài lòng. Cái điểm yếu phải chỉnh sửa ngay lập tức gọn gàng. Đấy chính là cảm xúc qua đôi mắt và điểm nhìn. Cái điểm nhìn xa hay gần nó cũng sẽ tạo ra độ mạnh hoặc chiều sâu trong đôi mắt. Thì lúc đó cảm xúc sẽ rất rõ ràng trong tấm hình này. Tốt. Tôi thích cái biểu cảm của bạn, một sự bình tĩnh, điềm đạm của một người đàn ông biết mình sẽ làm gì. Đúng rồi. Gợi cảm lên em. Em thấp như em đẳng cấp. Anh thích em. Với tổng thể bức hình này tôi rất là thích. Tất cả mọi thứ rất hài hòa và có sự liên kết với nhau.